hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với channel của hoàng trọng thuật và trong video này thuật sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tải một cái video bất kỳ ở trên facebook về máy tính với chất lượng độ phân giải cao nhất các bạn nhé ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu ok thì như trên màn hình đấy bạn có thể thấy được là đấy có một cái video nó đang phát ở trên trang chủ facebook của mình làm thế nào để tải video này chúng ta sẽ nhấp trực tiếp vào video các bạn nhé rồi Tiếp theo thì các bạn rê chuột lên góc trên bên tay phải này của cái video các bạn nhé. Và chọn vào dấu ba chấm. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào sao chép liên kết nhé. Sau khi chúng ta sao chép được cái liên kết của video này rồi á. Và chúng ta sẽ truy cập vào một cái tab mới và gõ vào appdownloader.net các bạn nhé. Thì đấy là một cái trình giúp chúng ta tải video ở trên Facebook về máy tính một cách dễ dàng các bạn nhé. Chúng ta sẽ dán cái đường link chúng ta vừa copy vào đây. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào nút tải xuống. Như bạn thấy trên màn hình đây thì app download nó đã cho chúng ta các cái phiên bản đồ phân giải để chúng ta tải về. Bạn muốn tải về với đồ phân giải cao nhất, chúng ta sẽ chọn cái đồ phân giải cao nhất và nhấn vào Render. Chúng ta sẽ nhấn vào Close. Chờ một vài giây các bạn nhé. Ok thì như video này nó chỉ có dưới một phút nên là cái việc render của nó cũng rất là nhanh. Bây giờ chúng ta nhấn vào tải xuống mp 4 Rồi như vậy là app downloader đã tải được cái video trên Facebook của chúng ta về rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên xem nhé. Đó. Đây chính là cái cách mà chúng ta tải một cái video bất kỳ ở trên Facebook về máy tính một cách dễ dàng và sử dụng cái phần mềm trung gian là app downloader.net. Hy vọng rằng cái tip này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tải video ở trên Facebook một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích, cho thật một like video và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video tiếp theo nhé. Xin chào!